tạp chí Kinh tế. Thêm một hiệp định tự do mậu dịch cho Việt Nam, hôm 15 tháng 11 vừa qua, Việt Nam đã ký kết hiệp định đối tác toàn diện khu vực RCEP. Thế nhưng làm thế nào để nâng cao vị trí trong chuỗi trị giá gia tăng, thúc đẩy xuất khẩu mà không quá lệ thuộc vào một thị trường lớn là Trung Quốc? Đó là những thách thức mà RCEP đặt ra cho phía Việt Nam theo như phân tích của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Nếu như dịch COVID-19 không đe dọa một phần lớn nhân loại, chắc hẳn lãnh đạo 15 nước tham gia tề tựu về Việt Nam chứng kiến lễ ký kết một hiệp định tự do mậu dịch toàn diện với quy mô lớn hơn cả so với USMCA, bao gồm 3 nước ở Bắc Mỹ và hiệp định Liên Âu cộng lại. Thế nhưng rốt cuộc thì sự kiện hàng mong đợi này sau 8 năm đàm phán đã diễn ra qua cầu truyền hình. RCEP là một sáng kiến được Bắc Kinh đề xuất năm 2012 và như vậy là đã được 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand hưởng ứng. Các thành viên có một trọng lượng 30% dân số trên toàn cầu và gần 1/3 tổng sản lượng của thế giới. Một trong những mục tiêu mà hiệp định toàn diện này hướng tới là xóa bỏ đến 90% các hàng rào quan thuế nhắm vào 29% tổng trao đổi mậu dịch toàn cầu. Các bên tham gia trông thấy viễn cảnh khu vực xuất khẩu sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ một khi mà các hàng rào quan thuế gần như không còn nữa. Đây là điểm đã thu hút các quốc gia lấy xuất khẩu làm chủ đạo, mà đứng đầu là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và kể cả đối với hầu hết các nước ASEAN. Riêng trong trường hợp của Việt Nam, vừa thâm hụt mậu dịch với các đối tác ASEAN, và nhất là với cả Trung Quốc, thì chính quyền Hà Nội chờ đợi gì từ Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực? RFI Việt ngữ đã đặt câu hỏi với kinh tế gia Phạm Chi Lan từ Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Lợi ích chính của Việt Nam về thị trường Trung Quốc, chứ còn đối với tất cả các nước khác thì Việt Nam đã có FTA sẵn với họ rồi. Và trong đó các đối tác lớn quan trọng của Việt Nam như là Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi thì Australia, New Zealand thì cũng đều có những hiệp định, thậm chí cái quy mô của nó và cái hàm lượng của nó còn rộng lớn hơn nhiều so với cái RCEP. Thế còn đối với các nước ASEAN thì quan hệ cũng đã phát triển nhiều năm nay rồi. Cái vấn đề chính là đối với Trung Quốc, thành ra lợi ích chính của Việt Nam nhằm tới là để có thể tăng cường xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, cũng như trong cách thức quan hệ với Trung Quốc về tiếp nhận đầu tư hoặc là nhập khẩu Trung Quốc thì sẽ có thể điều chỉnh dần theo cách mà Việt Nam có thể tham gia được nhiều hơn vào các chuỗi giá trị mà trong đó có phần của Trung Quốc, nhưng mà Việt Nam không chỉ tham gia với khâu rất thấp như làm gia công lâu nay. Đấy là kỳ vọng của Việt Nam. Còn đạt được hay không thì tôi lại cũng còn ngần ngại, chưa biết là thực sự phía Trung Quốc cũng như phía Việt Nam làm thế nào để có thể đạt được kỳ vọng đó. Trung Quốc là thị trường lớn nhất của Việt Nam từ nhiều năm qua và theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam đó, thì trong 2 năm liên tiếp là 2018 và 2019, tổng trao đổi mậu dịch hai chiều giữa Việt Nam với Trung Quốc đã vượt quá ngưỡng 100 tỷ đô la. Thế nhưng mà Việt Nam luôn bị thâm hụt so với Trung Quốc, có nghĩa là nhập nhiều hàng của Trung Quốc hơn là cái khả năng xuất khẩu sang cái thị trường rộng lớn này. Vậy thì thưa bà, hiệp định RCEP nó có giúp cho Việt Nam thu hẹp được cái khoảng cách bất lợi đó hay không ạ? Xuất khẩu sang Trung Quốc vậy thì nói chung Việt Nam thì cũng cố gắng xuất khẩu nhiều và bây giờ chủ yếu là trông chờ vào sự tăng trưởng của xuất khẩu của các mặt hàng nông sản thôi. Bởi vì trong các mặt hàng nông sản thì Việt Nam xuất khẩu khá nhiều sang Trung Quốc, nhưng mà lâu nay thì thường xuyên bị những vấn đề mà phía Trung Quốc tạo ra, những hàng rào của họ, kể cả về thủ tục và nhiều cách buôn bán không phẳng phẳng của các thương gia Trung Quốc. Thì bây giờ Việt Nam kỳ vọng là với hiệp định này thì mọi việc làm ăn xuất nhập khẩu giữa hai bên nó sẽ đi theo con đường chính ngạch và được kiểm soát tốt hơn. Còn bà khác nữa thì nó cũng có thể giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng hiểu là bây giờ tham gia hiệp định này rồi thì phải cố gắng tận dụng bằng cách là cũng phải cố gắng xây dựng cách làm ăn với Trung Quốc một cách đàng hoàng hơn, theo chính ngạch nhiều hơn. Chứ cứ ham lâu nay cứ ham bán rẻ, cứ nghĩ là Trung Quốc là thị trường dễ tính, bán hàng giá rẻ hơn cũng được, cốt là để tiêu thụ hàng, thì nhiều khi nó gây thua thiệt rất lớn cho những người sản xuất, trực tiếp nhất là nông dân Việt Nam.
cũng như là những người kinh doanh của Việt Nam, thì về phía Việt Nam cũng rất cần tự mình thay đổi cách làm ăn. Cụ thể hơn thì thay đổi cái cung cách làm ăn gồm những gì thưa bà Phạm Chi Lan? Nâng cấp được hàng hóa của mình ấy, tổ chức sản xuất tốt hơn, đáp ứng các yêu cầu kể cả truy xuất nguồn gốc xuất xứ cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm, vân vân, thì mới có một phạm vi thị trường rộng hơn. Để nếu như thị trường Trung Quốc có vấn đề gì thì còn có những thị trường khác tiêu thụ. Chứ nếu mà đổ dồn vào phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc cho đầu ra của một số nông sản của mình thì ngay cả có theo hiệp định mới cũng vẫn đặt rủi ro lớn cho Việt Nam. Cho nên tôi cho đối với Việt Nam cái cách căn cơ lâu dài hơn vẫn là phải làm sao nâng cấp hàng hóa của mình. Cái nhìn cơ hội này như là cơ hội để thúc đẩy xuất khẩu sang Trung Quốc rồi lại làm theo cách cũ, lại vẫn buôn bán nhỏ lẻ, lại vẫn lệ thuộc vào những thương lái Trung Quốc vào đến tận Việt Nam, dụ khị rồi bảo bán cho, làm cho hàng này hàng khác để bán cho họ mua được một vài vụ dọn bỏ. Rồi nông dân lại chết dở ở đấy, rồi trong nước lại kêu gọi nhau là giải cứu cho hàng nọ hàng kia. Đừng trông chờ hiệp định này mà rồi lại quay lại cách làm cũ. Thực ra Việt Nam đã tham gia khá nhiều các cái hiệp định tự do mậu dịch, mà gần đây nhất là EVFTA với lại Liên hiệp châu Âu, hay là cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương với khoảng một chục quốc gia trong vùng. Vậy thì đấy có là những cửa ngõ giúp cho Việt Nam tránh quá phụ thuộc vào một thị trường là Trung Quốc hay không ạ? Nó không khó, không quá khó như những cái quy định của các hiệp định loại gọi là thế hệ mới như là với Liên hiệp châu Âu chẳng hạn, TPP hoặc là với Liên minh châu Âu. Dạ. Nhưng mà Việt Nam vẫn phải cố gắng trông chờ và vươn lên nhiều, mạnh hơn nữa, tốt hơn nữa, cải thiện một cách cơ bản để mà có thể tận dụng cơ hội ở thị trường Liên minh châu Âu và thị trường của các thành nước thành viên của CPTPP. Hơn là ham một thị trường dễ tính hơn như qua cái hiệp định ACEP này. Lâu nay thì ai cũng biết đấy, Việt Nam tổng kim ngạch trên tiếng là được tiếng là xuất siêu lớn, nhưng mà trên thực tế thì lại nhập siêu từ Trung Quốc rất lớn, và Việt Nam cứ xuất siêu được nhiều hơn thì lại nhập siêu từ Trung Quốc lớn hơn. Cái điều đó nó gây ra những điều rất bất lợi cho kinh tế Việt Nam, bởi vì nhập siêu từ Trung Quốc cũng có nghĩa là nhập những sản phẩm mà nó làm cho các doanh nghiệp Việt Nam không còn cửa để mà thúc đẩy sản xuất được nữa. Ví dụ như Việt Nam cứ chỉ làm gia công hoài bao nhiêu năm nay đối với hàng dệt may, da giày này khác, mà không tham gia được chuỗi cung ứng ở khâu cao hơn như là làm các sản phẩm trung gian. Bởi vì nhập từ Trung Quốc thì quá dễ mà có vẻ như là rẻ hơn kể cả so với doanh nghiệp đầu tư mà làm. Bằng cách đó thì nó không khuyến khích được các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như về phía chính sách của Việt Nam không thực sự có động lực để phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ của mình. Và sự nhập khẩu quá nhiều vào Trung Quốc nó kìm hãm các ngành kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là các ngành công nghiệp của Việt Nam phát triển. Thì tôi cho cái mặt tệ hại nhất trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc lâu nay là nó kìm hãm sự phát triển của Việt Nam. Mà Trung Quốc thì họ có lợi thế và dường như họ cũng thiên về việc là duy trì một nền kinh tế Việt Nam yếu và lệ thuộc với họ như vậy, chỉ có lợi cho họ hơn. RFI Tiếng Việt xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam. Đành rằng RCEP là hiệp định thương mại lớn nhất trên thế giới, đồng thời như chính tên gọi của nó, RCEP là một hiệp định đối tác toàn diện, không chỉ liên quan đến các luồng trao đổi mậu dịch mà còn bao hàm luôn cả các dịch vụ từ ngân hàng đến viễn thông hay chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài. Vào lúc mà Hoa Kỳ đánh động công luận thế giới, nguy cơ đánh cắp công nghệ, đe dọa an ninh quốc gia của nhiều nước trên toàn cầu, thì phải chăng đó cũng là những vấn đề mà tất cả các thành viên tham gia vào RCEP, trong đó có Việt Nam, cần quan tâm.